Chào các bác nha. Bên công ty Đức Tùng có về cái con Ekigai nha. Con này là chống tâm được 1m7. Chống tâm được 1m7. Đây. Con này bàn giao rất là đẹp các bác, vuông vuông dứt luôn. Bàn giao đẹp tuyệt vời. Đây băng này. Bít me chưa lau chùi. Còn đang thui nè. Con này mâm cặp đó là được 2 tấc 7 nha. Qua băng nó được là 30. Đây qua băng được 30. Qua bàn giao nó là được 14 nha. Đó, con này là còn đẹp lắm. Có một mình cầm đèn rồi quay nó khó quá các bác ơi, các bác thông cảm nha. Để cho chạy, cho nó chạy thử coi. Đó, chạy im ru. Chạy rất là im. Đây, số nữa đây. Số nó lớn nhất là 2.000 á, 2.000, 1.600, 1.250, 1.000. Nhỏ nhất nó là 25, dòng trên phút. Đây. Máy chạy rất là im. Có một tay cầm đèn nó bị trong ngày tối quá. Các bác cũng thông cảm em, các bác có gì liên hệ, có nhu cầu thì liên hệ với công ty Đức Tùng 0938312207 nha.